Đồng hồ Vang Vọng xin kính chào các bác. Hôm nay em rất vui được giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ treo tường của Pháp. Đó là chiếc đồng hồ Odo 368. Đây là chiếc đồng hồ Odo 368, nó có cái phiên bản rất đặc biệt các bác ạ. Được thiết kế với một cái vỏ được chạm trổ hoàn toàn bằng tay. Rất ấn tượng. Như trước mắt các bác đang nhìn, với một cái thùng đặc trưng chỉ có Odo 36 mới có các bác nhé, chỉ có Odo 36 mới có. Nó có một cái thiết kế rất là hài hòa với các cái điểm nhấn tô điểm đây các bác này, nó phát như thế này các bác ạ. Không biết các bác sao, còn em nhìn với các đường vát rất là nhẹ nhàng và tinh tế này, nó mang đến cho một cái nhìn rất là đẹp. Bốn góc được tô điểm với bốn cái họa tiết hoa lá tây, được chạm trổ hoàn toàn bằng tay như này các bác nhé, rất đặc biệt. Trang bị với một cái mặt số lại cũng rất là đặc trưng của Odo 36, chỉ Odo 36 mới có những cái chữ quốc tế như này, với một cái nền hơi màu ghi, tạo nên cho các bác một cái nhìn rất là ấn tượng với một cái kim đặc trưng của Odo 36. Hãy các bác nhìn này, được thể hiện một bản nhạc Westminster. Đây là một trong những cái đồng hồ phiên bản cao cấp của Odo 36, cho nên là nó mang luôn cả một cái chữ ký ở dưới đây, với một cái kính hình trái tim quá ấn tượng nữa, tạo cho các bác một cái nhìn cái quả nắc bên trong quá sinh động, phải không các bác? Rất sinh động. Với một cái thiết kế, một cái thùng như thế này, quá đẹp như thế này, thì đương nhiên rồi các bác, nó sẽ được trang bị với một bộ máy Odo 36 rất hoàn hảo. Bây giờ xin phép được mở bên trong để cùng test cái tiếng chuông, được giao lưu với các bác. Đây các bác ạ, một chiếc thùng nguyên bản, một bộ máy zin 100%, còn rất đẹp, tất cả còn nguyên zin các bác nhé, tuyệt vời. Với một bộ máy vàng ươm, bộ gông lòng máng màu trắng với 8 côn 8 búa, sẽ cho các bác một bản nhạc Westminster rất hay các bác ạ. Với một bộ côn rất dài như này, này các bác này. Bây giờ xin phép được test cái tiếng chuông để các bác được thẩm âm và đánh giá. Mười năm phút một lần với bản nhạc Westminster. Vừa rồi này, chiếc đồng hồ đã mang lại cho các bác một cái bản nhạc Westminster. Không biết các bác đánh giá thế nào, còn em thấy rất hay, rất đặc biệt. Có thể nói là với một cái chất âm quá đặc biệt, quá hoàn hảo của một chiếc 368 với các cái giấy tờ còn nguyên bản như này các bác ạ.
tất cả còn nguyên zin nhé các bác nhé, nguyên zin 100%, rất xứng đáng để các bác sở hữu và sưu tầm. Để đây em xin được đóng cái chiếc đồng hồ này lại và xoay xa một chút nữa để các bác cùng được ngắm nhìn một lần nữa. Còn một chiếc đồng hồ có một cái thiết kế quá đặc biệt, rất đẹp. Đây các bác. Và đến đây em xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.